Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với buổi đọc truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Tiếp tục là những chuỗi câu chuyện về Bùa Ngải Hài Nhi. Và trong phần 10 ngày hôm nay thì câu chuyện sẽ đem những điều gì đến cho chúng ta. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đang trong cơn sợ hãi tột độ, tôi chợt nhận ra là có bàn tay ai đó đang chạm vào người và khẽ gọi. Cò, dậy đi con. Hôm nay mày làm sáng mà giờ vẫn ngủ à? Dậy mau đi. Mở tròn mắt nhìn lên trần nhà, tôi thở một hơi thật dài vì những điều kinh hoàng vừa xảy ra vẫn chỉ là một giấc mơ. Vẫn là bà mẹ không sợ ma quỷ của tôi vừa kéo tôi ra khỏi giấc mơ chết chóc đó. Mẹ thấy tôi chưa tỉnh hẳn, bà tiếp tục mắng. Lại nằm mơ cái gì nữa hả? Từ tối qua đến giờ mày bị làm sao đấy hả con? Ngủ mà chân tay cua lung tung, mồm thì nghiến răng ken két. Dậy mà đi làm đi. Hôm qua ăn xong mồm còn bảo mai con phải đi làm sáng dậy sớm. Dậy đi nhanh nhanh, mà đi làm muộn bây giờ. Ngủ từ sớm cho đến giờ vẫn còn mơ màng nữa. Tôi vội bật dậy. Đúng là hôm nay tôi cũng chuyện ca làm. Vào ca sáng thật. Phải làm từ 7 giờ 30 sáng đến 2 giờ 30 chiều. Nhìn đồng hồ chỉ còn có 20 phút nữa. Tôi chỉ kịp đánh răng rửa mặt rồi thay cái quần dài chào mẹ tôi phóng xe đi mất. Trên đường đi làm tôi nghĩ lại giấc mơ đêm qua. Một giấc mơ mà như thật. Một giấc mơ nó sẽ nét đến từng chi tiết. Từ bé đến giờ chưa bao giờ tôi lại mơ một giấc mơ đáng sợ như thế. Có khi nào tôi bị ma ám thật hay không? Nhưng tôi vẫn cố trấn an mình với lý do các cụ thường nói. Ngày thì nghĩ gì nhiều, đêm sẽ nằm mơ về cái đó. Có lẽ cái câu chuyện đầy kinh dị của Hồng đã làm ám ảnh tâm trí của tôi. Để rồi khi ngủ tôi nằm mơ đến những chuyện hồn ma bóng quế. Ma quỷ thì chập đầu mấy me. Nhưng có một điều tôi không thể tự lừa dối mình, đó là chỉ trong một buổi tối tôi nằm mơ hai giấc mơ giống hệt nhau. Trong giấc mơ buổi tối hôm thấy cô Môn thì bị chết bởi một chiếc xe cán nát người. Còn giấc mơ sau thì tôi lại thấy chú Môn bị chặt cột đầu ngay trước cửa nhà. Không lẽ đó là điểm giữ? Vừa đi xe vừa suy nghĩ, tôi giật mình khi nhìn thấy trước mặt là một cái ô tô đang lấn làn trên vượt đi ngược chiều. Chiếc ô tô đang bấm còi inh ỏi. Vội lách vào lề đường, tôi kịp định thần thì khi may mắn làm sao tôi không bị tai nạn. Chậm một chút nữa thôi thì người bị xe cán nát là tôi chứ không phải là ai khác. Chiếc xe phóng vụt qua như một lời cảnh báo. Hình như tôi đã bước một chân qua khỏi vạch an toàn. Lấy lại bình tĩnh, tôi quay ra chửi động, mặc dù chiếc xe âm hồn kia đã bất hút từ bao giờ. Tổ cha mày, đâm vào đâu chết cả họ nhà mày đi. Chửi cho nó xả bực bội vậy thôi chứ, nó mà đâm vào đâu chết thật thì tôi lại mừng quá. Tất nhiên đến chỗ làm tôi muộn mất 5 phút. Lăn tay xong, ông ca trưởng nhìn tôi hỏi. Mặt mày làm sao mà u ám thế cháu? Bất ngủ hay sao mà mặt mũi thất sắc thế kia? Có bao giờ đi làm muộn đâu mà hôm nay lại đến trễ thế? Tôi cười trừ gãy đầu rồi bảo, tại cháu quên không đặt báo thức chú ạ. Nói xong tôi chạy vội đi thay quần áo để đổi ca cho một ông anh chắc đang bực vì hôm nay bị thay ca muộn. Chưa bao giờ tôi lại đi làm muộn. Và chưa bao giờ tôi lại có cảm giác là chỉ muốn về nhà ngay như bây giờ. Tôi muốn chạy sang nhà chú Năm ngay để nghe kể cho cô chú hai giấc mơ ám ảnh ngày hôm qua. Càng nóng ruột hơn. Khi tôi gọi điện chú Năm không bắt máy, cả buổi sáng hôm đó tôi như ngồi trên đống lửa, đứng ngồi không yên, cứ thấp tha thấp thỏm. Cơm thì ăn không còn ngon. Tôi không tin vào giấc mơ mộng, nhưng có những thứ nghe kể về chuyện dậy mộng khiến tôi nửa ngờ nửa tin. Không phải là một tự nhiên thằng chẳng bao giờ mơ đến ma quỷ như tôi lại mơ liệm một lúc hai giấc mơ đáng sợ như thế. Chắc chắn nó phải có điểm gì đó, hoặc tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng tại sao? Tại sao chú Năm lại không nghe điện thoại? 2 giờ 30 chiều, khi xe ô tô vừa chở nhân viên làm ca chiều đến là tôi bỏ lên phòng thay đồ thay quần áo và chạy xuống lăn tay. Chỉ kịp ới lại với chú ca trưởng, nhà cháu có việc gấp, nãy gặp anh B trên phòng thay đồ, cháu bàn giao hết rồi, cho cháu về sớm mấy phút. Ca trưởng chưa kịp gật đầu thì tôi đã chạy ra bãi lấy xe phóng mất. Về đến nhà vừa đúng 3 giờ, mẹ tôi đã đi làm nên giờ này nhà không có ai. Cho xe vào trong nhà, tôi đóng cửa chạy sang ngõ nhà chú Năm luôn. Cổng thì không khóa nhưng nhà đóng cửa im ỉm. Con chó chạy ra mừng tôi nhưng tuyệt nhiên không sủa tiếng nào. Căn nhà rộng rãi không một tiếng động. Chẳng biết cô Môn với chú Năm có nhà hay không.
Tôi gọi to nhưng không ai trả lời. Gió thổi nhẹ nhẹ lay động tiếng lá của giàn cất trước cửa. Tôi ngồi xuống thấy bộ bàn ghế đá, nghĩ bụng, sao thấy bảo hẹn 3 hôm nữa mới đi cơ mà hôm nay sao lại không có ai ở nhà nhỉ? Sờ vào ấm trà để trên bàn, nước vẫn còn hơi ấm. Chú Năm cũng có hai thói quen ăn cơm xong ra ngồi để uống nhâm nhi chén trà. Có hai chén quản vương lại về giọt trà nơi đây chén. Chẳng lẽ hai cô chú vừa có khách? Nhìn ấm trà tôi thở vào vì giấc mơ đêm qua chỉ là điều vớ vẩn. Ông chú tôi vẫn chảy cháo bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Mà tôi thì cũng lâu quá thật. Giả dụ có chuyện gì thì cả cái xóm này đã đồn ập lên rồi, đâu có im lìm như tàu chìm thế này được. Ngồi nghỉ một lúc cho mát, tôi ngắm giàn cất của chú Năm. Quả thật lâu nay sang đây suốt ngày mà tôi không chú ý. Cái gốc quất thật là to, có tầm một người ôm không hết. Vỏ thân thì xù xì có những hốc nhỏ nhìn cổ kính vô cùng. Có lần tôi nghe đâu chú Năm nói cây gốc này đánh từ trên núi xuống, mất bao nhiêu công sức đấy mới đem về được đến đây. Tôi chỉ nhớ đến thế thôi, chứ cái tuổi của nó bao nhiêu thì tôi cũng chịu. Giàn gốc này mà đến mùa quả chín thì nhìn đẹp lắm. Quả không to nhưng được cái là tròn đều và chín thì đỏ rực cả khu vực bộ bàn ghế đá. Ngắm cảnh một lúc mà chẳng thấy ai về, tôi xoa đầu con chó nhà chú Năm rồi ra về. Con chó vẫy đuôi, sáng đấy suốt nó cũng coi tôi như người nhà. Bước ra khỏi cổng tôi giật nảy người. Mẹ xui con chó, nãy vào nhà thì nó không sủa, giờ tôi bước ra nó khỏi cổng, nó quay lưng đi thì nó sủa 3 tiếng như đuổi khách vậy. Tôi giơ tay dọa dọa đấm nó, nhưng nó vẫn cứ đứng yên đó hướng mắt về phía tôi nhìn chăm chăm. Tôi trở về nhà làm suy nghĩ không biết cô Môn với chú Năm đi đâu tầm này. Nghĩ bụng thôi kệ, chiều sang thì nào họ cũng về. 5 giờ chiều hôm đó, mẹ tôi đi làm về. Hôm nay thì mẹ không phải tăng ca. Thấy mẹ về trên tay là đồ ăn mà mẹ vừa mới mua trở về. Tôi chào mẹ rồi tốt đi luôn, chỉ kịp nghe tiếng mẹ mắng. Không ở nhà phụ mẹ nấu cơm còn đi đâu, mày giỏi thì đi nhỉ. Tôi quay lại vừa chạy vừa nói, con sang nhà chú Năm một tẹo rồi về ngay. Sang đến nơi vẫn là khung cảnh buổi chiều, nhìn bên ngoài là đủ biết không có ai ở nhà rồi. Chỉ có mỗi con chó đang nằm trước hiên. Nhà vẫn đóng cửa kín, không có một tiếng động. Vừa hay có bà hàng xóm của chú Năm cũng đi chợ về, tôi liền hỏi, bà ơi, bà có nhìn thấy cô chú cháu đi đâu không ạ? Bà hàng xóm nhìn tôi trả lời, không, bà không biết. Từ sáng đến giờ thấy mở cửa có mỗi lần, sau đó chẳng thấy động tĩnh gì cả. Mà chắc hai vợ chồng lại đi công việc ấy mà. Tôi gật đầu cảm ơn bà hàng xóm hỏi vậy thôi chứ hành tung của cô chú tôi đến người thân còn chẳng biết nữa là người ngoài. Nhưng lần này cả hai biến mất một cách không rõ nguyên nhân khiến tôi cũng cảm thấy lo lắng. Sâu chuỗi lại sự việc, tôi thấy quả thật không ổn chút nào. Tối hôm gặp Hồng lần đầu cuối, cô muốn đưa cho tôi cái túi đen có mùi thơm dễ chịu. Sau đó tôi về nhà mới thấy mơ ác mộng. Cho đến nay đã là 3 hôm nhà chú Năm đóng cửa không có một ai ra vào. 3 hôm nay ngày nào tôi cũng sang tìm cô chú, nhưng kết quả vẫn chẳng là tìm thấy ai. Chỉ có một con chó vẫn nằm dưới hiên, và tôi vẫn cho nó ăn như thường lệ mỗi khi cô chú ấy đi có việc. Con chó cũng là một lý do để tôi cảm thấy lần mất tích này của hai người có điều gì đó không bình thường. Tại sao? Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì lần nào đi đâu xa vài ngày, chú Năm cũng sẽ gọi điện nhờ tôi cho con chó ăn mỗi ngày. Lần này tôi gọi chú Năm còn không nghe máy, mà sang nhà thì cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Mà đã là 3 ngày, nếu như có chuyện gì thì cũng phải có thông báo về nhà, lỡ như có chuyện xấu nhất xảy ra rồi chứ. Càng nghĩ càng rối, người không thấy đâu nhưng cũng không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Cứ như thế cho đến ngày thứ 10, hôm đó tôi được nghỉ làm. Buổi sáng tôi vẫn ngó qua nhà chú Năm như thường lệ. Buổi xưa sang cho con chó ăn cơm, vẫn thế, vẫn là ngôi nhà đóng cửa im ỉm cho đến 6 giờ tối hôm đó. Đang đổ cơm cá vào bát của con chó thì bỗng nhiên nó bỏ ăn chạy ra ngoài cổng sổ y ngỏi. Tôi vụ chạy ra xem thì con chó vừa sủa vừa vẫy đuôi. Chú Năm mở cổng bước vào, nhìn tôi chú Năm cười rồi vừa hỏi, vẫn cho chó của chú ăn đều đi chứ? Tôi gắt nhẹ, ngày nào cũng hai bữa đều như vật tranh, mà chú đi đâu giờ mới về thế, cũng muôn đâu ạ. Chú Năm không vội trả lời, chú đưa tôi chìa khóa mở cửa nhà. Vừa mở cửa ra, một luồng khí lạnh trong nhà tỏa ra khiến tôi lạnh cong. Chú Năm bước vào nhà bật đèn, giờ tôi mới nhìn thấy khuôn mặt hốc hác lộ vẻ mệt mỏi trên gương mặt chú Năm. Nhìn chú gầy hơn hẳn trước, mặc dù mới chỉ có 10 ngày đặt cái ba lô cũ mà chú giữ lại từ hồi đi bộ đội về xuống ghế. Chú Năm ngồi phịch sang ghế bên cạnh thở phù một cái giống hạnh. Im lặng 5 phút, chú Năm châm điếu thuốc rồi nhìn tôi nói, nãy cháu hỏi chú đi đâu phải không?
Còn nhớ chuyện của cô bé tên Hồng chứ? Tôi liền đáp, tất nhiên là cháu nhớ rồi. Mà cô Muôn đâu ạ? Nhắc tới cô Muôn, chú Năm hơi nhéo đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi. Nhưng chú Lặng Thinh không trả lời, kéo một hơi dài chú Năm tiếp. Cô Muôn chưa về, nhưng mọi chuyện sẽ xong rồi con. Muốn biết 10 ngày qua chú đi đâu làm gì chứ? Điều đó con phải hỏi, tất nhiên là tôi tò mò muốn biết gần chết rồi. Tôi trả lời, dạ có chứ cô, có chứ chú. Ngày nào cháu cũng sang đây chỉ mong cô chú về để kể cháu nghe mà. Chú kể đi chú, mai cháu không phải đi làm. Đồng hồ đã chỉ 7 giờ tối, trong ngôi nhà chỉ còn hai chú cháu. Chú Năm vẫn lặng yên ngồi đó suy tư lại, xem nên bắt đầu kể cho tôi từ đâu. Còn tôi thì chăm chú nhìn người đàn ông chuẩn bị kể cho tôi nghe những cái kết của câu chuyện ngại hài nhi. Người đàn ông trở về với gương mặt mệt mỏi, vẫn ngồi đó hết điếu thuốc. Chú Năm đỡ cái ba lô để sang một bên rồi bảo tôi, thế 10 ngày qua cháu có cảm thấy gì khác thường không? Chú Năm hỏi làm tôi chợt giật mình nhớ lại giấc mơ ngay từ hôm nhà chú Năm trở về. Tôi nói, à đúng rồi chú ạ, hôm từ đây về nhà tối hôm đó cháu mơ sợ lắm, hai giấc mơ cùng một sự việc. Cháu thấy cô Mông bị tai nạn nát cả xác, còn chú thì bị chặt đầu ngay trước cửa nhà cháu. Lúc đấy không có mẹ gọi dậy, chắc cháu cũng sợ mà chết. Giấc mơ như thật ấy. Chú Năm cũng chăm chú nghe tôi kể. Dưới ánh đèn sáng, chú Năm móc ra một cái túi đen nhìn rất giống cái túi mà cô Môn đeo cho tôi. Chú Năm hỏi, cháu vẫn còn giữ cái túi giống như này chứ? Tôi đưa tay sờ lên cổ, tất nhiên là tôi vẫn đang đeo nó. Tôi bóc cái túi đen từ trong áo ra, gật gật đầu với chú Năm, lúc nào cháu cũng đeo. Chỉ duy nhất một lần đi tắm cháu quên tháo ra, mất một lúc nhưng lại vội vàng đeo vào ngay. Nhưng kỳ lạ thay, cái túi đen giờ không còn phát ra mùi thơm như lúc ban đầu nữa. Cái vật cứng cứng mà tôi đoán đó là rễ cây hay thảo dược cũng chẳng còn. Bên trong chỉ còn sạn sạn như cát, không đúng hơn kiểu như bụi tro. Chú Năm khẽ thở dài một cái, đúng là thanh niên mau quên. May sao lúc đó không xảy ra chuyện gì. Cháu đặt cái túi xuống đây, lát nữa chú sẽ giải thích cho cháu cái túi có tác dụng gì. Giờ đi pha một ấm trà đi, câu chuyện sẽ khá dài đấy, thanh niên hay quên ạ. Tôi bật dậy lấy nước cho vào bình siêu tốc, rửa bộ ấm chén bằng đá mỏ đen bóng tráng trà, rồi nhẹ nhàng đổ nước vào ấm. Tôi bê ra bàn đặt xuống, nhìn chú Năm tôi tò mò, chú kể được hay không? Chú, cháu muốn nghe lắm rồi. Căn nhà lúc này đã được chú Năm đóng hết các cửa, đèn đèn cũng đã tắt bớt, không khí trong phòng trở nên im lặng. Chú Năm ngồi đó như đang chờ đợi điều gì. Đột nhiên chú nhìn tôi nói, rồi giờ bắt đầu nhé. Chắc cháu đang thắc mắc cô chú đã đi đâu 10 ngày phải không? Tôi gật đầu, dạ vâng. Rồi còn chuyện cô chú mang tên Hồng lên họp bình để giải bùa nữa. Hôm đó cháu tưởng chú hẹn 3 ngày sau mới đi cơ mà. Chú Năm rót chén trà nhấp một ngụm rồi nói, cứ từ từ đã, mọi chuyện giờ đã kết thúc. Giờ chú sẽ kể lại cho cháu nghe tất cả những việc xảy ra trong 10 ngày qua. Sau khi kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm đó, lúc tôi vừa ra về thì cô Mung và chú Năm đã đi đến nhà Hồng một cách không ai biết. Hai người họ muốn tận mắt chứng kiến ngôi nhà ma quỷ thật sự nó như thế nào. Chú Năm giờ đây kể lại cho tôi vẫn không khỏi bàng hoàng. Đó là một ngôi nhà chết chóc, với người bình thường cũng sẽ cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ ngôi nhà. Còn với người như cô Môn, ngay khi nhìn vào ngôi nhà, cô Môn đã bị chảy máu mắt. Ngôi nhà đó chứa quá nhiều oan nghiệt, sự tức tưởi và sự ai oán. Lúc đó chú chỉ cảm nhận được rằng mình phải rời khỏi đó ngay. Nhưng cô Môn vẫn đứng nhìn chằm chằm vào nó, miệng chỉ nói một từ, máu. Nước nước bọt, tôi không bỏ sót một chữ. Theo chú Năm kể thì cô Mung đứng bất động hướng về phía căn nhà, đến chú Năm cũng còn thấy sợ. Khi cô Mung bị chảy máu mắt, chú Năm đã phải lôi cô đi, không để cho cô tiếp tục nhìn vào đó nữa. Lúc lên xe, cô Mung nói không được về nhà, không được nghe điện thoại. Tuy chưa rõ ràng nhưng em dám chắc em và nó đã nhìn thấy nhau. Lau giọt máu đang chảy xuống từ bên mắt trái của cô Mung, chú Năm lưỡng lự. Vậy còn chuyện giải ngải thì sao? Cô Môn trả lời, anh yên tâm, 3 ngày nữa sẽ có người đưa cháu Hồng lên đến họ Bình. Em đã có dữ liệu từ trước, mình không thể tiếp xúc với cô bé ở bên ngoài được, rất nguy hiểm. Hiện tại người phụ nữ đưa cô bé đến nhà chúng ta 2 lần vừa rồi, nếu không nhanh chóng giải ngải thì người đó cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thời gian gấp rút lắm rồi, hai vợ chồng mình phải đến gặp bố em ngay trong ngày mai. Vậy là ngay trong tối hôm đấy, cô Môn với chú Năm đã không trở về nhà mà đi thẳng vào trong họ Bình gặp thầy giải ngải, cũng là bố của cô Môn. Chú Năm kể, tối hôm đó chú phải lái xe đến nửa đêm để đưa cô Môn vào tận trong bản. Đường xá thì đổi núi sâu hun hút,
Chú không dám đi nhanh nhưng cô muốn cứ chừng mắt nói nào lại nhanh lên. Nó sẽ bám theo mất. Chú cảm giác cô mày đang cố gắng chống chọi lại một thứ gì đó nguy hiểm. Chưa bao giờ cô muốn lại tỏ ra lo lắng như vậy. Đồng hồ chỉ 23 giờ 52 phút cũng là lúc cô chú đi được vào nhà thầy A Cố. Cái tên A Cố là người sống ở bản Mường A Táo, gọi thầy theo cách gọi của dân bản địa. Trên này người ta gọi là thầy Mo A Cố. Thầy Mo ám chỉ những người làm bùa phép, điều khiển âm binh. Mo A Cố năm nay cũng đã gần 100 tuổi. Người thì nói Mo năm nay 90, người thì nói là 97, người thì lại bảo đã hơn 100 tuổi rồi. Chẳng ai biết tuổi thật của Mo A Cố là bao nhiêu. Họ chỉ biết từ hồi ông bà họ còn là thanh niên thì đã chuyển tay nhau về cái thứ gọi là bùa yêu từ Mo A Cố. Dân làng cũng chuyển tay nhau mỗi khi cô muôn dẫn người dưới xuôi lên những câu quen thuộc. Loại có người lên đây giải quyết ân oán dưới kia đây mà. Hay khi họ gặp những người mặt mũi xám xịt có thể yếu đuối, Mo Cố mà không dạy được thì chỉ có chết. Nói như vậy, để các bạn hiểu từ luyện ngải đến giải bùa, danh tiếng của Mo Cố đã lan truyền ngay trong những câu chuyện thường ngày của người dân nơi đây. Quay trở lại với chú Năm, sau khi chú Năm đỡ cô Mung đến gần cửa chưa kịp gọi thì thầy Mo cũng là bố vợ của chú Năm đã ở đó đợi sẵn từ lúc nào. Đưa cô Mung vào trong cũng là lúc cô Mung đổ gục xuống đất. Thầy Mo như đã chuẩn bị từ trước, ông lấy bát nước màu vàng nhạt đặt sẵn trên bàn, nói với chú Năm: mày đỡ vợ ngồi lên đây rồi cho nó uống cái này vào, ngủ một giấc sẽ tỉnh lại thôi. Có chuyện gì, xác chưa vào đến nhà mà hồn đã gỡ cửa thế này, không tự nhiên mà con muốn nó lại bị áp bất phần hồn đâu. Chú Năm sau khi cho cô muốn uống thứ nước màu vàng ấy xong thì đặt cô nằm trên chiếc giường tre. Tiếp đó chú ra cạnh bếp lửa đang cháy với những tiếng củi khô đang nổ lép đép. Mò Cú lúc này cũng đang ngồi hút tẩu chờ ông con rể kể về lý do cuộc viếng thăm vào giữa đêm như thế này. Chưa đầy 2 tiếng sau, cô muốn tỉnh lại, cô bật dậy bằng hoàng khi hơi mơ hồ cô đi mình đang ở nhà của thầy Mo nổi tiếng nhất bản Mường, và cũng là nhà của bố cô. Chợt nhớ lại việc cấp bách, cô nhìn sang bên bếp lửa thấy chồng đang nói chuyện với bố. Cô muốn gượng dậy đi chậm chậm về phía hai người. Thầy Mo nhìn cô muốn lắc đầu: mày thích đi tìm chết thì tự đi, đến đây làm gì không nhớ lời tao dặn à? Cô muốn quỳ xuống van xin: con biết lỗi của con khi tự nghĩ nó dễ giải quyết, nhưng con sai rồi. Thầy làm ơn giúp con lần này không, sẽ có nhiều người khác phải chết, con lạy thầy. Mo Cố phì phèo khẽ tẩu, gương mặt gầy guộc với mấy mái tóc bạc trắng lưa thưa nhìn rõ cả sọ đầu, đôi bàn tay với những chiếc móng dài đến độ cong vuốt. Vào trong tất cả lập lè những ánh lửa cũng đủ khiến chú Năm, người đã tiếp xúc với Mo Cố nhiều lần, phải thấy giật mình. Mo Cố rất ít khi ra ngoài, nhưng chỉ cần nhắc đến tin ai ai trong làng cũng phải run sợ. Run sợ vì tài làm bùa ngải chắc chắn rồi, nhưng với người ai đã từng nhìn thấy Mo Cố thì họ sẽ cảm thấy sợ hãi với gương mặt của thầy Mo hơn. Mặc kệ cô Môn vẫn quỳ ở đó chưa dám ngẩng đầu lên, Mo Cố đứng dậy đi vào trong cái phòng được ngăn bởi một cánh cửa làm bằng tre nứa, mà khi mở ra nó kêu kêu kẹt đến gai cả người. Lát sau thầy đi ra trên tay cầm một cái hộp vô cùng cũ kỹ, lớp bụi phủ trên đó cũng phải dày đến hàng centimet. Ngồi xuống thầy Mo nói: ngẩng lên đi, tao nghe thằng Năm nói hết rồi. Tiểu quỳ à, để xem nào, hồi tao theo học Moa Lý cách đây 50 năm cũng đã nghe qua, nhưng ngày này tao chưa từng gặp. Vừa nói Moa Cú phủi phủi lớp bụi, ông lấy từ trong hộp một quyển sách cũ kỹ rách dưới nhỏ nát, nhẹ nhàng dùng những chiếc móng tay dài cong vuốt, Moa Cú cẩn thận lật từng trang giấy với những ký tự lòng hoàng khó hiểu. Đột nhiên Moa Cú dừng lại ở một trang có vẽ hình một chiếc bình, có cái nắp đậy được tô màu đỏ. Đây rồi, ngải hải nhi, hay còn gọi là tiểu quỷ theo cách gọi của người Trung Quốc. Dùng một chiếc hũ sứ trắng có nắp bọc vải đỏ, bên trong là ngải được huấn luyện từ thai nhi từ 16 đến 24 tuần tuổi. Khi luyện phải dùng máu xen lẫn với đất nơi người mẹ bỏ đi đứa con. Ngải luyện thành vẫn có hình dạng thai nhi đặt trong hũ sứ, có cho cốt của người mẹ cho ngải ăn mỗi ngày sẽ thực hiện được điều mình mong muốn. Cô Muôn nhìn thầy chăm chú rồi kể hỏi: thầy có dạy được không ạ? Ngôi nhà mà ngải đang ở thật sự rất khủng khiếp. Mo Cố nhìn cô Muôn rồi nói: người luyện ngải sẽ có cách giải ngải từ xa xưa. Ngải được người luyện ra chỉ với mục đích là giúp người chữa bệnh, đó là tôn chỉ của những người luyện ngải như chúng ta. Tuy nhiên trong thế giới tâm linh cũng vậy, luôn có những thầy mo lạm dụng quyền năng đi ngược lại với tôn chỉ đó. Cộng với việc sử dụng ngải không giống như mục đích ban đầu của chủ sở hữu,
đã tạo ra những bùa ngải hại người hiểm độc như thế này? Uống ngụm nước, Moaku khẽ lắc đầu. Bất kể là thiện hay ác, khi luyện ngải bắt buộc phải dùng đến những yếu tố mang sức mạnh âm binh, ma quỷ mới giúp đỡ. Bản chất của ma quỷ vốn dĩ là hại người, chính vì vậy một khi chủ sở hữu sử dụng nó vào mục đích xấu thì phần ác trong ngải càng tăng. Nó sẽ tăng dữ dội hơn khi mà càng giết hại được nhiều người. Rồi sẽ đến lúc ngải sẽ trở thành chủ thao túng luôn hành động của người sở hữu. Tất cả im lặng nghe thầy Mo giải thích. Theo như hai đứa kể thì con quỷ đó đã hại chết rất nhiều người, và bây giờ việc nó đang điều khiển chủ nhà là rõ ràng. Ta không thể nói trước được điều gì khi một thầy Mo dạy ngải sẽ dùng pháp lực của mình để áp chế sức mạnh của ngài, với điều kiện là pháp lực của người giải phải mạnh hơn người yểm, bằng không chính bản thân người giải sẽ bị phản ngược lại mà chết. Loại bùa ngải sử dụng bảo thai là một trong những thứ độc địa đáng sợ nhất. Kẻ lợi ra thứ này nhất định cũng không phải là một người có pháp lực mạnh mẽ, phải am hiểu về bùa chú huyễn thuật. Khi giải ngải nhất định hai người liên quan sẽ phải đương nghịch với nhau. Chà, sống hơn 100 năm nay và đây là lần đầu ta cảm thấy hồi hộp đến như vậy. Phải chi thầy Ali vẫn còn sống. Cô Mung lặp lại câu hỏi. Thưa thầy, vậy có cách nào hóa giải không ạ? Vừa hãy nuốt phần củi đang cháy vào trong bếp lửa, Moaku trả lời. Có cách, nhưng thành công hay không thì ta không thể nói trước được. Nếu thất bại thì hai đứa tự hiểu sẽ có kết cục như thế nào rồi đấy. Trầm ngâm một lúc, Moaku thở dài như vừa chút bỏ được suy nghĩ, ông nói. Hai ngày nữa cô gái ấy sẽ đến đây phải không? Ngay ngày mai hai đứa phải đi chuẩn bị cho ta một số thứ. Nói đoạn, Moaku dì dặm lấy vào tay cô Mung những lời bằng thứ tiếng dân tộc. Lúc đó đã là gần 4 giờ sáng, và chồng cô muốn đi nằm nhưng không tài nào ngủ được. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt họ sau khi nghe Moaku phần nào giải đáp về thứ mùa ba quỷ. Về phần Moaku, ông vẫn ngồi bên bếp lửa đâm chiêu. Khi gà vừa gáy tiếng tiêu nhất thì ông đứng bật dậy. Chú Năm thấy ông đi ra sau khu vườn trồng khá nhiều cây dạng thảo mộc. Trời tờ mờ sáng, chú Năm không nhìn rõ Moaku đang hiểu đảo cái gì. Chỉ biết sáng hôm sau Moaku bị một vật gì đó được phủ một tấm vải đen đặt vào một cái hòm đóng kín. Trên cái hòm chỉ có duy nhất một cái lỗ hình tròn không hiểu để làm gì. Vợ chồng cô Muôn cũng không dám hỏi, chỉ im lặng đi lên sâu vào trong bản, nơi mà mỗi mươi ngà cách nhau đến hàng cây số, để tìm những thứ mà Moaku dặn dò. Hai người họ đi đến tờ mở tối mới trở về. Bước vào trong nhà thấy Moaku đang ngồi giữa nhà với cái hòm bí ẩn phía trước. Cô Muôn ngăn chú Năm không được phát ra tiếng động. Cả hai chôn chân nhìn Moaku cầm con dao sắc lẹm cưa máu từ lòng bàn tay mình nhỏ qua chiếc lỗ trên cây hòm. Không khí trong căn nhà trao đảo, cảm giác một áp lực lớn đang dần bóp chặt tim của những người đang chứng kiến. Áp lực đó chỉ dừng lại khi những giọt máu từ lòng bàn tay Moaku ngừng chảy. Chùm một tấm vải đỏ che cái lỗ lại, Moaku cố xoay một thứ bột gì đó màu đen vào trong lòng bàn tay, mồm lẩm nhẩm thần chú, tất cả trở lại bình thường. Quay ra phía cửa, Moaku nhìn vợ chồng cô Muôn hỏi, có tìm được những thứ ta bảo hay không? Cô Muôn chỉ dám gật đầu không dám cất lên lời. Moaku tiếp tục mang nó dập vào sau nhà, thả ở đó không được cho ăn uống gì. Cô Muôn vội vàng làm theo lệ bố. Chú Năm vẫn đứng đó nhìn chăm chăm. Bất chợt chú giật mình hỏi giọng nói như là thét của Moaku, đừng nhìn như thế, mày muốn chết à? Như bừng tỉnh, chú Năm vội chạy theo cô Muôn. 12 giờ đêm hôm đó, Moaku dãy mũi trắng thành vòng tròn, chính giữa là ông và vợ và cái hòm kỳ quái. Ông đuổi vợ chồng cô Muôn vào gian trong, đừng để phát ra tiếng động. Cả hai đứa đứng nép sau cái cửa che nhổng qua khe hở, không dám thở mạnh. Ban đêm không khí tĩnh mịch lạ thường, dưới ánh đèn dầu lập lòe chỉ có tiếng chuông, tiếng lẩm bẩm niệm những câu vụ cũng khó hiểu của Moaku. Bỗng nhiên trong cái hòm có tiếng lộc cộc, càng lúc cái hòm rung động mạnh như thể là bên trong có vật gì đó muốn thoát ra ngoài. Moaku càng lúc lẩm nhẩm càng nhanh, cái hòm càng chuyển động dữ dội. Tiếng chiếc roi da bọc vải đỏ cũ sờn đã được nhúng qua một thứ nước gì đó liên tục quất thẳng vào chiếc hòm. Cái tĩnh mịch đêm khuya khiến con người có thể nghe thấy từng chuyển động nhỏ của lá cây ngoài vườn. Và giờ vợ chồng cô Muôn đang nghe rõ từ trong cái hòm phát ra những tiếng rên rỉ, những tiếng rít, những tiếng kèn kẹt như bên trong có người cần mảnh sảnh cưa vào thành hòm, một loại âm thanh mà ai cũng phải nổi da gà. Moaku vẫn chưa dừng lại, ông vẫn liên tục cầm roi quất mạnh vào cái hòm cho đến lúc những âm thanh kỳ lạ biến mất, cái hòm cũng không còn động đậy nữa,
nhưng ở đây hỏm dị ra một thứ nước sền sệt như máu, nhưng có màu đen. Lúc này ngọn gió trên da tay Mao Aku mới dừng lại. Dán bốn lá bùa màu vàng có những thứ ký tự lòng ngoằng vào bốn phía cái hòm Mao Aku, khi cài đặt tấm vải đỏ che cái lỗ trên hòm ra. Tấm vải vừa mở ra, từ trong cái hòm xuất hiện một làn xương trắng bay lên rồi tan biến ngay lúc đó. Mao Aku dùng tay gõ vào cái thùng ba tiếng, cộc cộc cộc. Sau đó ông lại tiếp tục cảnh tượng lúc ban ngày, đó là cầm dao rạch một đường sâu vào trong lòng bàn tay còn lại. Máu tiếp tục chảy vào lỗ nhỏ trên chiếc hòm. Lần này máu chảy nhiều hơn, lâu hơn. Có lúc chú Năm cảm thấy không ổn vì Mao Aku đang bị mất rất nhiều máu. Cô muốn nhận thấy vội ghi chặt chú Năm lại. Một lúc sau máu từ lòng bàn tay Mao Aku ngừng chảy. Đôi bàn tay thầy Mao khẽ đưa lên run run. Ông che tấm vải đỏ lại. Thứ bột đen đó lại tiếp tục được xoa vào bàn tay. Lần này không thấy ông niệm chú nữa. Ông với tay ra hiệu cho hai vợ chồng cô muốn đi ra. Hai người tiến lại gần ông nói, chuyển cái hòm này vào gần đầu giường của ta. Chỉ sau một ngày một đêm, Mao Aku dường như già đi chục tuổi. Những nếp nhăn trên khuôn mặt của ông nhiều lên trông thấy. Ông ngồi ở đó với mái tóc bạc lưa thưa ướt đẫm mồ hôi. Đôi bàn tay của ông vẫn chưa ngừng run rẩy. Máu không chảy nhưng còn đó là những ngón tay gầy guộc, chỉ còn da vạ xương. Đưa tay lên lau mồ hôi cho bố vợ, chú Năm nhận ra là những sợi tóc bạc của ông đang rụng dần vào chính tay của mình. Câu chuyện của chú Năm mới kể được phần đầu tiên, nhưng khiến tôi vô cùng tò mò cho chú trên trả. Tôi hỏi, liệu thầy Mao có giải được hay không chú? Chú Năm nhấp chén nước rồi kẽ giơ tay, im lặng nghe tiếp đi con. Cái gì cũng phải có căn nguyên của nó. Lúc nhìn chú cũng thắc mắc như vậy, nhưng tôi tuyệt nhiên không dám hỏi. Câu chuyện được tiếp tục. Tiếp ngày sau đó nữa là 12 giờ trưa và 12 giờ đêm, Mao Aku vẫn cắt máu nhỏ vào trong cây hòm. Chỉ có điều là những lần sau này không còn khó khăn như trước. Mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng. Chỉ sau 3 nén nhang, mọi việc đều kết thúc. Và rồi cái ngày mà Hồng đặt chân lên bản cũng đến. Đó là buổi sáng ngày 15, một cô gái được đệ tử của Mao Aku đón từ tận ngoài bản rước vào làng, khiến những người dân ở đó ai cũng phải kiêng dè lưu lại mỗi khi cô đi đến gần. Hình như người dân tộc ít nhiều ai cũng có một chút cảm nhận về bùa ngải. Hồng bước vào làng với trang phục áo sơ mi trắng, quần bò xếp viên lịch sự, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang lưng, gương mặt thanh tú, nhưng người dân trong bản đều nhìn cô với ánh mắt dè chừng. Không có lẽ họ dè chừng với cái ba lô mà cô đang đeo trên vai. Vợ chồng cô muốn không được xuất hiện khi đón Hồng. Mọi việc vẫn xảy ra bình thường, chỉ đến khi đệ tử dẫn đường của Mao Aku đưa Hồng đến trước cửa nhà thầy Mao. Bỗng nhiên Hồng ngừng lại. Người phụ nữ đi cùng với Hồng lúc đó chính là dì Phượng, cũng không khỏi kinh hãi khi đột nhiên mắt Hồng chuyển thành màu đỏ. Hồng đưa tay lên bóc cổ dì Phượng nhưng bị người đệ tử của thầy Mao tạt một thứ nước màu đỏ sậm có mùi khá nồng và tanh vào mặt. Hồng gục xuống đất ngay dãy ruộng. Lúc này cô Môn và chú Năm từ trong nhà chạy ra. Họ dùng những sợi dây thừng đỏ như đã được nhuộm qua móng trói chặt Hồng lại. Hồng gào khét, cô rú lên những tiếng rái hùng. Dì Phượng đau đớn nhìn cháu gái bị mọi người trói lại, phải rất khó khăn mới đưa được Hồng vào bên trong ngôi nhà của Mao Aku. Xung quanh căn nhà đã được giăng đủ loại dây có gắn bùa chú chẳng chịt. Càng tiến vào sâu bên trong, Hồng càng tỏ ra đau đớn quằn quại. Mắt Hồng chỉ từng giọt máu, cô gào thét, thả tao ra, thả tao ra, tao sẽ giết tiết tất cả bọn mày. Hồng bị đặt xuống giữa nhà bên trong vòng tròn nơi có bốn bức tượng đồng đen đặt bốn phía. Vòng tròn được vẽ bằng máu chó có dải muối trắng bên trên. Mao Aku nhìn trên bục cao nhìn xuống, ông lẩm bẩm đọc những câu thần chú khiến cái lạnh cũng lùa vào khắp căn phòng, bầu không khí trở nên lạnh lẽo âm u. Cô muốn tiến lại gần chiếc ba lô của Hồng, lấy cái hũ sứ màu trắng bên trong đặt đối diện chậu nước trong vòng tròn. Phía bên kia là cái hòm gỗ kỳ bí. Mặc cho Hồng đang dãy rủa đến rách cả da thịt nơi cánh tay bị trói, Mao Aku bước vào trong vòng tròn, cầm roi ra, ông rút ra bốn sợi dây màu vàng óng từ bốn bức tượng đồng đen, buộc tất cả vào chiếc hũ sứ trắng, đồng thời mở cái hòm bí ẩn lấy ra một chậu cây có hình dạng thảo mộc, lá dài to bản xanh rì, ở dưới giữa có một bông hoa năm cánh khá là to với màu trắng buốt. Đoạn Mao Aku gật đầu hiệu ra hiệu cho cô muốn đưa vật thể vật tế vào trong buổi lễ trừ tà. Đó là một con gà màu trắng. Con gà được cô muốn đi tận vào sâu rừng sâu để tìm mang về. 3 ngày qua con gà được ở vườn ngải sau nhà không được ăn uống gì, nhưng hôm nay khi cô muốn bắt nó để làm vật tế
Khi vào vườn, cô không khỏi hốt hoảng khi bên dưới những gốc cây ngải, ngải bị đào bới là xác của những con rết to bằng ngón tay cái, bị mổ chỉ còn nửa thân. Con gà vào tay mo cú như bị yểm bùa, nó nằm im một chỗ không hề cử động. Mọi người bên ngoài đóng kín các cửa, dẫn bùa dùng mẫu chó vẽ những nét nghịch ngoạc lên tất cả các tấm nếp trong ngôi nhà gỗ. Mo cú khoác lên một chiếc áo vàng bắt đầu nghi lễ dại ngại. Lúc này vừa đúng 12 giờ trưa, mọi người ngồi hết sang một bên lo lắng, nhất là dì Phượng nhìn thấy cháu nằm đó đau đớn dãy giụa. Dì Phượng không cầm nổi nước mắt, Mo cú trừng mắt quát to: trong lúc ta dại ngại không được ai có hành động gì bất thường, nhất là người thân. Nhắm mắt lại, đừng tin, đừng nghe những gì mình thấy, nghe thấy nếu thất bại không chỉ một mà tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị nguyền rủa đến chết. Mọi người chắp tay đồng thanh giả. Một tiếng, Hồng nằm đó máu từ mắt mũi miệng của cô đang chảy ra thành dòng khắp khuôn mặt. Mò cố rửa tay vào chậu nước, ông đốt một lá bùa màu đen thành tro, rồi hòa chung với một loại nước được chuẩn bị sẵn trong bát. Sau đó ông bóp mụn Hồng đổ thẳng vào trong. Mò cố ngồi xếp bằng, chính giữa là chậu đồng có chứa nước trong vắt, đối diện là Hồng, bên trái chậu nước là hũ sữa trắng đang bị cuốn buộc bởi những sợi dây màu vàng từ bốn bức tượng đồng đen, bên phải là chậu cây thân thảo lá to xanh ngắt với bông hoa năm cánh đang trắng muốt. Mò cố bắt đầu niệm chú. Sau những lời niệm chú là những cơn co giật của Hồng lẫn cả chiếc bình. Tiếng niệm của chú càng lúc càng nhanh, cả căn nhà như rung chuyển, mặt nước trong chậu trở nên lay động. Bốn sợi dây buộc vào hũ sữa trắng như bị kéo căng bởi những lá bùa dán trên đó bay phần phật cử không có gió. Tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con vang lên khắp trong gian phòng. Mò cụ cầm roi ra quất mạnh vào cơ thể Hồng tạo ra những tiếng chát chúa. Miệng ông không ngừng quát: ta trục xuất mi ra khỏi thân xác cô gái này, tiểu quỷ chứ có hại người, ác nghiệt của người ngày càng nặng rồi, ngoan ngoãn theo ta sẽ được siêu thoát. Sau một câu là chiếc roi ra lại được quật xuống. Hồng tỏ ra vô cùng đau đớn nhưng miệng cô vẫn nhoẻn miệng cười man dại. Đúng hơn, chỉ là thân xác của Hồng đang bị con ngải nhập hồn. Nó hướng đôi mắt đầy máu me nhìn Mo cú: lão thầy Mo đang chết, mày không giết được tao đâu. Căn nhà vọng qua những tiếng khiến răng kẹt kẹt, những tiếng cười lanh lảnh rồi những tiếng khóc ai oán. Mọi thứ hỗn độn, những người khác nhắm mắt cố gắng chịu đựng. Cũng nhân dị Phượng định lao đến chỗ Hồng, nhưng nhanh như cắt, chú Năm và cô Môn đã giữ chặt dì lại. Dì Phượng cũng gạo thét quằn quại bên ngoài phòng trọ: thả tôi ra, cháu tôi nó đang cầu cứu tôi kìa, con ơi, Hồng ơi. Trong mắt dì Phượng nhìn thấy bây giờ là khuôn mặt cô cháu gái đang thương, đang ướt đẫm nước mắt. Cô nhìn về phía dì Phượng cất lên những tiếng yếu ớt: dì ơi cứu con đau quá, con đau lắm. Nghi lễ đang sợ, con ngải tìm mọi cách để phá hoại Mo cố. Nó đang khiến dì Phượng nhìn thấy những cảnh tượng thương tâm. Cô muốn biết nếu để dì Phượng lao vào đó thì mọi chuyện sẽ hỏng hết. Sẵn những lá bùa lẫn máu chó vẫn còn đó, cô muốn nhúng bùa vào máu chó rồi dán vào trán dì Phượng. Ghé sát tay dì Phượng, cô muốn nói: đừng tin những gì nó cho mình thấy, tỉnh lại đi, hãy mau tỉnh lại đi. Lập tức dì Phượng không dãy giụa nữa, dì mở to mắt nhìn thẳng vào Hồng, dì lùi lại kinh hãi. Đó không phải là khuôn mặt đáng thương ngây thơ tội nghiệp mà dì vừa thấy, thay vào đó là một khuôn mặt ma quái, một khuôn mặt máu me bê bết đang nhìn dì với cái miệng cười ngoác rộng, gương mặt của một con quỷ đang đổ trong lốt người mo của nó. Nhắm mắt lại, hiện tại nó không phải là cháu gái, không phải là con người, nó là một con quỷ. Bên ngoài lúc này trời mây đen kéo xám xịt, sấm chớp nổ vang trời cả một vùng, gió càng lúc càng mạnh, những ngọn nến trong nhà lê lắc theo từng cơn gió lạnh mang theo hơi ẩm lùa vào trong. Chậu nước càng lúc càng rung động dữ dội. Cơ thể Hồng vẫn đang phải chịu đựng những đòn roi đau đớn từ trước rơi ra quất xuống, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một vết bầm, một nụ cười ma mị của Hồng cũng dần biến mất, thay vào đó là gương mặt lỏ rỡ vẻ đau đớn. Mo cố vẫn một mực quát lớn: ta trục xuất ngươi ra khỏi thân xác cô gái này, theo ta ngươi sẽ được yên ổn, bằng không muôn kiếp không được đầu thai. Hồng gào lớn trong đau đớn: bố ơi cứu con. Sau đó thân xác của Hồng nằm im bất động, như chớp lấy được thể cơ, Mo cố nhanh như cắt lấy tấm thân vải đỏ dùng che cái lỗ của hòm phụ lên giường cũng trắng, đồng thời ông hét lớn: đưa con bé ra ngoài. Như chỉ chờ có thế, chú Năm cũng muốn lao đến nhấc bỏng Hồng ra khỏi vòng tròn. Đồng thời đệ tử của thầy Mo dùng máu chó xoa lên khắp bàn tay, bàn chân của Hồng. Dì Phượng lúc này cũng đỡ lấy Hồng, lau những giọt máu còn đang chảy nơi mắt, mũi và miệng. May thay, cơ thể Hồng chỉ bị chảy xước nơi cổ tay, cổ chân vì sự cố vùng vẫy thoát khỏi những sợi thừng màu đỏ.
Hồng đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh sau lời cầu cứu bố ơi cứu con. Gió bỗng nhiên thổi mạnh, tắt hết nến, chỉ còn duy nhất một chiếc đèn dầu bên trong vòng tròn vẫn còn đang say leo lắt. Đệ tử thầy Mo thấy vậy liền chạy lại thắp nến. Tuy nhiên vừa chạy lại được mấy bước, anh ta đột nhiên lăn đùng ra hộc máu. Mo cố không kịp ngăn cản, ông quát to: "Tất cả ngồi im không được động đậy. Kẻ luyện ra con tiểu tụy này đang chống lại chúng ta nhằm giải thoát cho nó." Nói đoạn, Mo cố lấy dao cắt lòng bàn tay, nhỏ máu vào chậu cây thân thảo có hoa trắng. Máu nhỏ vào đâu thì lá cây rung động ở đó. Mo cố lẩm nhẩm: "Ăn máu của ta thì phải giúp ta chống lại kẻ thù. Con của ta phải nghe lời ta." Từ chậu cây thân thảo, một làn khói trắng như xương lan tỏa ra khắp căn phòng. Mo cố miệng vẫn niệm chú, nhưng giờ đây ông tỏ rõ sự mệt mỏi. Gương mặt ông nhăn lại đầy đau đớn. Bàn tay vẫn dỉ máu, những sợi tóc bạc đang rụng càng lúc càng nhiều. Từ lúc bắt đầu nghi lễ đêm nay đã còn 6 tiếng hồ. Mặc cho mọi việc xung quanh đang rung chuyển, con gà trắng vẫn nằm đó mở mắt nhưng bất động. Đột nhiên Mo cố thổ huyết. Ông chống hai tay xuống dưới đất, máu từ miệng phun ra nhuộm đỏ cả chậu cây trước mặt. Cô Mung thấy bố bị ngại nguyền, định chạy lại nhưng chúng năm nghỉ cô xuống. Làn xương trắng bị hút lại bởi chậu cây thân thảo. Mo cố vẫn tiếp tục thổ máu tươi. Bỗng nhiên nến trong căn nhà được thắp sáng trở lại. Trong một khắc, con gà trắng bị Mo cố cắt tiết, ông nhỏ máu gà từ một chiếc hũ sứ trắng, nhỏ qua chậu nước, nhỏ sang đến tận gốc cây chậu thân cây thảo hoa trắng. Miệng đầy máu Mo, A cô vẫn quát lên những tiếng đanh thép: "Kẻ luyện ra ngươi đã chết, nếu không theo ta thì ngươi sẽ hồn thiêu phách tán. Hãy theo con đường máu bạch kê này nhập vào người kê huyết ngải, ta sẽ giúp ngươi thanh tẩy kết thúc rồi." Chiếc hũ sáng đột nhiên vỡ tan, cho cốt bên trong hũ theo đường máu gà bay sang gốc cây thân thảo. Cho bay đến đâu máu gà bị hút sạch đến đó. Chậu nước ở giữa chiếc hũ và chậu cây ban nãy là màu đỏ từ máu của Mo cú và máu gà, nay chuyển thành màu đen kịt. Thứ duy nhất còn sót lại trong chiếc hũ là cái xác thai nhi khô quắt. Mo cú nhặt lấy cái xác khô đó, ông châm lửa đốt cháy thành cho bụi. Chậu thân cây thân thảo khẽ rung đưa, những chiếc lá tán rộng, bông hoa màu trắng mốt đang dần dần chuyển thành màu đỏ tươi như máu. Mo cú khẽ vuốt nhẹ cánh hoa, ông cất giọng run: "Huyết ngải, từ nay đây sẽ là chỗ ở mới của ngươi. Khi nào cánh hoa trở lại thành màu trắng, ngươi sẽ được siêu thoát. Kết thúc nghi lễ giải ngải cũng là một lúc trải qua mới tạnh, sấm chớp không còn. Thay vào đó là tiếng lá vươn, những giọt nước mưa đang rơi tí tách ngoài vườn sau." Cô muốn chạy đến đỡ lấy người cha già đang ngồi gục xuống đó với gương mặt trắng bệch cùng làn da trắng nhăn nheo, tựa hồ không còn chút thịt. Những sợi tóc bạc cuối cùng của ông cũng đã rụng hết. Chú Năm bế bố vợ lên chiếc giường tre để ông ngồi tựa vào đó. Mò cố ra hiệu lấy cho ông cái tẩu dài quen thuộc. Vì vèo vẫy hơi, ông nhìn cô Mông nói: "Chuyện ta đã làm xong giúp con, nhưng việc của con chưa hết. Giải ngải chỉ để giúp con người thoát khỏi nó, nhưng bản thân con người có thoát khỏi được chính mình hay không, việc đó còn khó hơn giải ngải rất nhiều lần. Đưa mọi người về đi." Cô muốn sụt sụt nước mắt cảm ơn bố. Cô quay lại nhìn Học, lúc này cũng đã tỉnh lại. Cô bé đang nằm trong lòng dì Phượng, mở đôi mắt to tròn. Hồng ngơ ngác nhìn xung quanh, cô thấy cái hũ sứ trắng đã bị vỡ. Cô ngước lên nhìn dì Phượng nức nở: Nó đi rồi phải không dì?" Dì Phượng ôm chặt Hồng khóc: "Đúng vậy, từ nay con sẽ không còn nhìn thấy nó nữa. Con được giải thoát rồi. Nào, hãy ngồi dậy đi và cảm ơn ân nhân đi con." Hồng cùng dì Phượng tiến lại gần chiếc giường tre nơi Mo cô đang nghỉ ngơi. Dì Phượng mở lời: "Cảm ơn thầy đã giúp đỡ chúng con. Gia đình con biết ơn thầy lắm, đội ơn thầy." Hồng cũng cúi đầu lạy Mo cô. Cô không nói lên lời. Dì Phượng nhìn cô Mung nói: "Cảm ơn cô đã giúp cho nó. Ơn này gia đình biết trả thế nào đây?" Cô Mung nhìn dì Phượng cười: "Là cơ duyên. Người chị biết cảm ơn đó là người phụ nữ đã không ngại nguy hiểm đưa cho nó đến gặp tôi. May mắn làm sao chị và người đó lại quen nhau. Bố tôi là một thầy Mo luyện ngải chữa bệnh cứu người. Người phụ nữ đó cũng có thiện tâm cứu nhân độ thế, không ngại xa xôi lên đây tìm thuốc mang về xôi chữa bệnh cho trẻ em nghèo. Chính vì thế khi chị ấy trình bày với tôi về chuyện của cháu Hồng, tôi cũng thật lòng muốn giúp đỡ. Chỉ là không ngờ thứ bùa ngải đó lại độc địa đến như vậy, suýt nữa thì đã hại chết nhiều người. May mà." Cô muốn nhìn sang Mo cố lúc này vẫn đang phì phèo tẩu thuốc. Ông nhìn Hồng khẽ lắc đầu: "Cô gái này vẫn còn chuyện vương vấn." Hồng chợt quay sang nhìn cây huyết ngải, đưa tay ra. Hồng định chạm vào cánh hoa thì chú Năm ngăn lại: "Đừng chạm vào nó."
Mô cố ra hiệu cho chú Năm bảo mọi người về đi. Chú Năm nói, giờ mọi chuyện đã xong xuôi, chị Phượng đưa cháu trở về nhà nhé. Ngôi nhà đó tốt nhất không nên ở nữa. Tuy đã giải được bùa ngại nhưng những người chết trong ngôi nhà đó cũng góp phần tạo ra những thứ ám ảnh. Chị nên để cháu về nhà chị sẽ tốt hơn. Chị Phượng gật đầu đồng ý vì vốn dĩ rất muốn là đưa Hồng về dọn ở cùng mình. Hai dì cháu cúi đầu cảm tạ mọi người rồi từ từ bước ra khỏi căn nhà. Trong lúc nhìn hai người họ dậy đi, cũng muốn bất chợt bắt gặp ánh mắt của Hồng ngoái lại nhìn chằm chằm vào cây huyết ngải. Lá cây huyết ngải cũng khẽ rung rinh như muốn nói điều gì đó với Hồng. Chú Năm nhẹ nhàng nhấc chậu cây cho vào trong cái hòm. Chú cũng phủ tấm vải đỏ lên cái lỗ rồi di chuyển đến đầu giường nơi Mo cô lúc này đã chìm vào giấc ngủ. Người đệ tử của thầy Mo là bất động tưởng như đã chết thì lúc này cũng lồm cồm bỏ dậy. Anh ta ngơ ngác một lúc rồi sau đó cũng tìm cô Môn thu dọn đồ đạc. Sau khi kết thúc nghi lễ, tôi thắc mắc tại sao từ lúc xuất hiện không thấy anh đệ tử đó nói câu nào, thì chú Năm mới giải thích đó là vì anh ta bị câm. Mò cố nhận anh ta trong một lần vào rừng tìm thuốc, thấy anh ta không nói được nhưng chăm chỉ nghe lời nên mang về nhà cho phụ việc hàng ngày. Vậy là câu chuyện về ngài Hải Nhi đã kết thúc. Nhờ bố cô Môn mà Hồng đã được giải thoát khỏi bùa chú hiểm độc. Nhưng sâu chuỗi câu chuyện lại, tôi chợt nhớ những điều chú Năm kể chỉ mới diễn ra trong khoảng 5 ngày. Vậy 5 ngày sau đó thì chú Năm đã đi đâu? Còn cô Môn nữa, sao chú Năm lại về một mình? Tôi định hỏi. Thế cô Môn đi đâu rồi chú? Nhưng chú Năm giả bộ không nghe thấy gì. Chú Năm nhìn xuống hai cái túi đen nhỏ đặt trên bàn từ đầu rồi nói với tôi, trong này chính là củ của cây ngải đấy. Nhờ đeo cái này nên cháu mới được an toàn trong những ngày qua. Sau khi tiếp xúc với Hồng, mỗi người gặp Hồng ở đây đều cô Môn đều chưa cho mỗi người một cái, nhưng nó cũng chỉ có tác dụng một thời gian ngắn. Nếu như không giải được nó thì tất cả chúng ta, kể là cháu, cũng sẽ bị nó nguyền rủa cho đến chết. Một cái chết đau đớn nhất mà cháu còn có thể tưởng tượng. Sau này nhớ đừng bao giờ tò mò về chuyện bùa ngải, nó không phải là thứ có thể mang ra để đùa. Cháu cũng sắp 12 giờ đêm rồi, cháu về đi không mẹ lại mong. Chắc vài hôm tới chú lại phải đi, cháu nhớ coi con cháu ăn nhé. Nhìn đồng hồ kém 10 phút nữa là 12 giờ đêm. Giờ này mà đi qua đoạn ngõ nhà chú Năm, nhất là vừa nghe chuyện tâm linh xong, chắc tôi sợ chết mất. Nhưng không về mà ở đây thì lại càng sợ hơn. Thôi thì tôi nín một hơi, chạy thẳng một mạch về nhà. Về đến nhà có cửa mãi mà mẹ không chịu mở. Tôi đứng bên ngoài run như cậy sấy. Khoảng 5 phút sau mẹ tôi mở cửa cho tôi vào nhà. Đúng 12 giờ đêm. Mẹ tôi mắng, sao mày không giỏi đi nữa đi, còn biết vác xác về cơ đấy. Đi từ đâu giờ tôi mới hôm giờ mới về. Tôi vâng dạ rồi chạy thọt vào phòng nằm miên man. Tôi tự hỏi, không biết sau khi từ Hòa Bình về Hồng đang làm gì nhỉ. Chắc có lẽ sau này Hồng không quay lại nhà cô Môn nữa đâu. Đi vu vơ tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đêm hôm đó tôi có một giấc mơ nhẹ nhàng, chắc có lẽ do nghĩ về Hồng nhiều quá hay sao, mà tôi mơ thấy cô ấy. Trong mơ tôi thấy Hồng không còn là cô gái với đôi mắt lạnh băng vô hồn trống rỗng nữa, thay vào đó là một dáng vẻ hồn nhiên, đôi mắt lấp lánh đang cười một nụ cười rạng rỡ. Nhưng có một điều, tôi càng tiến lại gần thì Hồng càng dạng xa hơn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy như chút được gánh nặng. Câu chuyện theo lời chú Năm kể đã có hồi kết. Tuy nhiên tôi vẫn có những thắc mắc về khó giải đáp. Bẵng đi 3 ngày sau, chú Năm lại đi đâu đó. Như thường lệ, tôi lại sang nhà chăm sóc con chó. Đang cho ăn thì nó có người gọi cửa. Quay lại, tôi nhận ra chính là người phụ nữ đã đưa Hồng đến nhà cô Môn 2 lần trước. Ngước mắt nhìn xung quanh, tôi hy vọng Hồng cũng sẽ đi cùng. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra. Người phụ ấy chỉ có đi một mình. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về bùa ngải Hải Nhi phần 10 tiếp tục được xin phép tạm dừng tại đây. Khi các bạn nghe chuyện thấy hay thì hãy đăng ký kênh và để theo dõi những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.